Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Cuộc sống do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hay không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế? Chắc hẳn chúng ta đã khá quen thuộc với những thông điệp này rồi phải không ạ? Thế nhưng không phải là khẩu hiệu, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang đặt trách nhiệm với môi trường trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Bởi bảo vệ môi trường không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là văn hóa doanh nghiệp, là trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng và tương lai bền vững của đất nước. Là một doanh nghiệp sản xuất giấy, bột giấy, thuộc danh mục cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, doanh nghiệp này đã đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải hiện đại. Ngoài ra công ty còn lắp đặt hệ thống camera giám sát nước thải sau khi xử lý. Ngoài quan trắc tự động, cán bộ nhà máy còn thường xuyên lấy mẫu nước thải ở các công đoạn từ 3 đến 4 tiếng một lần để đảm bảo xử lý kịp thời nếu có xảy ra phát sinh. Đầu tư hệ thống thiết bị và nhân sự vận hành để đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải ra môi trường là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp này. Quy mô của doanh nghiệp lớn như này thì cái việc mà đầu tư cho hệ thống quan sát môi trường là cái điều kiện bắt buộc và doanh nghiệp cũng sẵn sàng đầu tư cho cái vấn đề đấy. Bao bì, túi ni lông, một trong những lĩnh vực xả nhiều rác thải khó phân hủy ra môi trường. Ý thức được điều này, nhiều doanh nghiệp đang chuyển dần sang hướng sản xuất bao bì xanh, dễ phân hủy, thân thiện môi trường. Tuy sẽ gặp khó khăn về tài chính, đầu tư dây chuyền công nghệ mới, nhưng các doanh nghiệp xác định đây là xu hướng tất yếu. Việt Nam thì chúng ta đã hòa nhập với thế giới và toàn cầu hóa. Bên cạnh đó thì chúng ta cung cấp cho tất cả các công ty mà tham gia sản xuất tại Việt Nam cũng là những cái công ty toàn cầu. Cho nên việc mà chúng ta đi theo cái xu hướng bao bì xanh vừa là đây là một cái xu hướng tốt của thế giới mà nó cũng là tốt cho các doanh nghiệp. Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường là một trong những phương châm hoạt động của công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong đó, ba mục tiêu quan trọng được công ty tập trung thực hiện là doanh nghiệp không phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dựa trên chu trình sinh học. 100% cái nước thải phát sinh từ các cái dây chuyền sản xuất thì chúng tôi thu gom về và xử lý ở cái trạm xử lý tập trung với cái công nghệ rất là cao và chúng tôi đầu tư hơn 100 tỷ đồng ở cái hệ thống này. Đối với chất thải rắn thì chúng tôi triển khai thu gom và tái chế cho tất cả các cái nơi mà công ty có cái hoạt động. Cái hoạt động thứ hai chúng tôi cam kết đó là 100% cái bao bì sản phẩm của Ajinomoto sẽ được thu gom và tái chế vào năm 2030. Cụ thể, công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại trị giá hơn 100 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ xử lý vi sinh. Nước thải sau xử lý luôn đạt tiêu chuẩn A của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với khí thải, từ năm 2014, Ajinomoto Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống lò hơi sinh học, sử dụng trấu ép để cung cấp hơi nước, phục vụ cho sản xuất. Việc chuyển đổi từ nguồn nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sinh học giúp giảm hơn 52% lượng khí thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường trong lành. Ở Ajinomoto Việt Nam thì chúng tôi thực hiện cái việc giảm thải CO2 bằng cách là đầu tư một cái hệ thống về điện năng lượng mặt trời ở nhà máy Long Thành. Ở Biên Hòa thì từ năm 2013 chúng tôi đã đưa vào cái hoạt động lò hơi sinh học sử dụng cái trấu ép. Và với cái hệ thống này thì chúng tôi có thể thay thế được cái đốt dầu diesel trước đây. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng cái hệ thống đồng phát để phát điện từ cái trấu ép. Và bằng cái hệ thống này thì chúng tôi có thể cam kết rằng từ năm 2024 chúng tôi có thể giảm thiểu được 50% cái CO2 phát sinh ra. Nghiêm túc thực hiện các quy định trong luật bảo vệ môi trường, chuyển đổi công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, thông điệp phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường đang ngày càng nhân rộng và trở thành xu hướng tất yếu, nhất là trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thông tin vừa rồi của chuyên đề tuần này thay cho lời chào đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt.